Rồi, chúng ta chịu khó đợi chút xíu một phút để cho các vị đi ra ngoài và vào lại. Các đại chứng minh Mời đại chúng quay trở lại với nội dung Hôm nay chúng ta tiếp tục với nội dung Ati Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận Chúng ta đến với Mục số 30 ở trong chương 3 Pháp Đó là Ba mạng Ba mạng loại Đó là ngã tháng mạng ngã thân mạng và ngã liệt mạng. Xin lỗi, ngã thân mạng, thứ hai là ngã đánh mạng và thứ ba là ngã liệt mạng. Những thuật ngữ này chúng ta hiểu, tập hiểu và qua qua sự hiếu biết đó nó nêu bật lên những gì mà chúng ta cần thọ trì và những gì chúng ta cần nên nên nã là, là nếu tránh loại bỏ sự tu tập là, suy cho cùng là chúng ta loại bỏ những cái tập khí xấu xa của mình và chúng ta tập lên những cái cái tập khí đẹp là, tập lên những cái phạm hạnh đẹp của các bậc thánh là, tu tập nó là như vậy ai có khả năng loại trừ những cái tập khí xấu xa của mình càng nhanh thì cái khổ đâu, chúng ta nhanh chóng bỏ xuống và ngược lại thì chúng ta hiểu rồi bây giờ đây mà các vị tìm hiểu đến thuật ngữ ngã đánh mạng chúng ta nhìn vào trong lý thuyết thầy khen dặn các vị là lúc nào cũng phải có lý thuyết bởi vì chúng ta là phàm phu trí chúng ta nó vọng tướng nay cứu này mai cứu kia chúng ta có ngưỡng mộ phật thánh chừng nào đi nữa mà chúng ta không có xây dựng cho mình chánh kiến thì chúng ta vẫn sống mãi trong khổ đau cho nên những giây phút này là giây phút xây dựng chánh kiến đó là điều rất là quan trọng ngã thánh mạng là gì trả lời rằng như có hạ người nghĩ rằng chúng tộc hình sắc tác nghiệp công xảo tiền tài địa vị tuổi thọ sức lực các thứ của ta hoặc chung hoặc riêng đều hơn người kia do nhân duyên đây mà phát khởi mạng đã mạng sẽ mạng tâm bốc cao tâm miệt thị đó là loại hình của mạng rèn ta hơn đây gọi là ngã thắng mạng ừ, ta kinh kia ta ta hơn dùng chữ là ta hơn là ta thua ta hơn chúng ta thấy trong cuộc sống những loại tâm lý như thế này thường hay phát khởi ở trong tâm của chúng ta chúng ta so sánh khi đối diện với bất cứ ai chúng ta thường hay khởi tâm so sánh ta với người đó như thế nào chúng ta duyên vào những nhiều đặc tính khác nhau chẳng hạn như trước tiên là chúng ta duyên vào tộc họ chúng ta nghĩ mình ở cái tộc họ cao hơn tộc họ lớn hơn tộc họ của mình nó quyền uy hơn Tập họ của mình có ảnh hưởng ở trong vùng ở trong tỉnh ở trong quốc gia à, ngày xưa thời phật còn tại thế có những vị tỳ kheo xuất gia ở trong dòng sắc đế lợi đặc biệt là các vị trong dòng bà la môn họ rất coi thường những, những vị tỳ kheo xuất gia ở cái, cái, cái giai cấp thấp hơn họ cho rằng họ ở trong cái tộc họ cao quý và do vậy cái tâm của họ nó luôn thấy rằng mình hơn người ta và họ không biết rằng chính cái dòng suy nghĩ đó nó nuôi lớn ngã mạn nó nuôi lớn tật đố và ngã mạn và tật đố mà cứ nuôi lớn ở trong lòng mãi thì người này làm sao bỏ xuống được tham xong vậy si nhất là sân nó giống y như là là cái cái mục uh, một bạc đầu giống như cái một mú vậy đó bất cứ cái gì trái với nó một chút thôi là nó giống như là cái cây cái, cái cái kim mà mà châm phải cái mục mú lâu năm thì nó vang tung tuế ra làm tanh hôi cả vùng cả chồm đây là những đặc tính của tâm sân tâm như vậy ở trong đó nó có sự tật đố tật đố rằng ta đây là hơn tập họ ta hơn giá trị ta cao hơn tư tưởng ta cao hơn địa vị ta cao hơn đây gọi là <laughs> chúng tập <cười> rồi <cười> chúng ta thấy không có những trường hợp nữa có những trường hợp mà chúng ta duyên vào hình xét duyên vào hình xét hình xét ví dụ như chúng ta cho rằng là chúng ta chúng ta cao hơn chúng ta xấu hơn mà chúng ta cao hơn <laughs> chẳng hạn như vậy tức là duyên vào những cái yếu tố nó kỳ lạ lắm nhưng mà do cái gì hả do tà kiến do điên đảo cho nên nó thúc giục à hoặc là có khi chúng ta oán trách cuộc đời chúng ta nghĩ rằng á là ta không có thua gì chẳng qua ta chỉ có cái tội nghèo thôi <laughs> chứ như có những cái luận lý như vậy có những cái suy nghĩ như vậy nó đều nó đều là tật đố trong đó hết rồi đến phương diện tiếp theo đó là phương diện tác nghiệp tác nghiệp tức là tức là chúng ta làm việc nhanh hơn dối hơn hay là công sáo tức là cái nghề nghiệp chúng ta khéo tay hơn hoặc là tài sản đó là tiền tài hay là địa vị hay là túi thọ à, chúng ta có thể duyên vào túi thọ để chúng ta cho rằng ta hơn người đó người ta À, ta thua Nhưng mà người đó Họ chết trước chúng ta Thành ra chúng ta nghĩ Ô, Người đó chứng tỏ cái phước của họ Không bằng mình Mình <laughs> sống lâu hơn Mình thọ hơn <cười> <cười> Các vị thông cảm Thầy buổi sáng lạnh lạnh Nó hay có xuyển lên bây giờ chúng ta tiếp tục phân tích một chút nữa à, hay là sức lực các thứ của ta so sánh -so với -so -so sức khỏe chúng ta khỏe hơn hoặc là hoặc chung hoặc riêng à, hoặc chung hoặc riêng hoặc là có khi chúng ta thua cái này chúng ta thua cái kia nhưng mà nhìn chung lại nhìn chung lại thì chúng ta có rất nhiều cái điểm hơn à, mà chúng ta không có hơn thì gia tộc chúng ta nó cũng hơn À, tổ tiên chúng ta cũng có người làm quan trạng nguyên chắc hẳn như vậy hoặc là có người dòng họ vua nữa <laughs> chắc hẳn như vậy à, ngày xưa cũng có người à, hỏi thầy hỏi gì tại nói hỏi thầy họ nguyễn ở đâu ở tây sơn nên nó có bà con cái ông quan trung không cái à, nói tại sao nghĩ bà con quan trung tại vì quan trung là họ nguyễn à, thầy thì mới nói nghĩ bà con cũng được nhưng mà nói nghĩ xa hơn thì không phải tại vì quan trung gốc họ hồ chứ không phải họ nguyễn <laughs> nhưng mà chúng ta thấy là cứ duyên vào một cái điểm nào đó để tâm chúng ta nó 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 sinh ra cái gì do nhân duyên đây mà phát khởi mạng ngã mạng sẽ mạng tâm bốc cao đây này đây là tâm bốc cao cái chữ này dễ hiểu hơn chúng ta thấy cái tâm mình bốc cao hơn và nó hơn người ta và đặt mình ở trên một cái địa vị cao hơn ở trong cho dầu nói ra hay không nói ra thì ở trong tư tưởng của chúng ta cũng cao hơn ừ. rồi tâm miệt thị tâm bốc cao hơn cho nên nó nó nó, nó thể hiện cái thái độ là miệt thị ở đây cẩn thận ngay cả thầy mà dạy học trò mà cũng khởi cái tâm là thầy và dạy học trò, miệt thầy học trò. Trạng thái này cũng là một cái loại tâm ngã mạn à, Những điểm này, sau này các thầy để ý, có nhận Phật tứ hay là đệ tứ dạy dỗ, cũng phải cẩn thận mình. Chứ không phải nói là mình dạy trong cái tinh thần làm mạng được đâu. Tại vì cái mạng á, cái tâm mạng này á, nó làm cho chúng ta tăng trưởng tự ngã mà chúng ta tu tập ở trong giáo pháp như lai là, là giáo pháp vô ngã Nào muốn bỏ được cái giáo pháp bỏ được cái 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 tâm ngã mạng này xuống thì chúng ta phải quy y tuyệt đối theo pháp quy y tuyệt đối theo pháp cho nên dạy học trò cũng quy y trong chánh pháp mà dạy dỗ và người học trò có tuân theo thuận theo thì đó cũng là nhẫn thuận theo chánh pháp thầy dùng chữ là nhẫn thuận tức là kiên nhẫn lắng nghe và thuận theo chánh pháp chứ không phải là thuận theo thầy tại vì thầy là một là một con người là một cái vật thể bốn đại nó sẽ nó sẽ vô thường hủy hoại cho nên không có quy y vật vô thường mà chỉ có quy y à, giáo pháp tam bảo mới là ba ngôi à, tịch diệt à, ba ngôi vén lặng ba ngôi tuyệt đối à, như vậy thì đây chính là cái thái độ quy y từ người học trò cho tới người thầy à, đều phải thuận theo cái điểm này thành ra thầy cứ dạy các thầy hoài đó à, khi thầy nói cái gì với các vị thường có kinh điển và do kinh điển nó được nhận thức như vậy đem ra hướng dẫn và tất nhiên các vị có thể nêu lại cái quan điểm của mình. Cho rằng điều đó không phù hợp thì cũng có thể nói thầy nghe. Tất cả chúng ta đều lắng nghe và thuận theo chánh pháp sống như vậy. Đó là có có trước có sau, có sự dẫn dắt, có sự đầm bọc và chúng ta thuận theo thánh đạo. Đây là một cái tinh thần mà luôn tuân thủ thì chúng ta sẽ nhanh chóng đến chỗ giải thoát. <laughs> rồi nữa ở đây còn có chữ gì nữa hả à, trong cái nghĩa này à, tâm miệt thị đó là loại hình của mạng cho nên à, kết luận lại một từ đó là ta hơn đây gọi là ngã thánh mạng à, thuật ngữ này à, giúp chúng ta rất nhiều soi sáng chúng ta rất nhiều à, soi sáng cái gì chiêm nghiệm xem ở trong lòng chúng ta suy nghĩ lời nói việc làm chúng ta có vướng phải lỗi lầm này hay không đây là một cái câu hỏi mà chúng ta phải phải tu tập mới được nghiêm túc nhìn nhận lại mình nếu như mình có vướng vào cái xấu này điều xấu này thì chúng ta phải cố gắng là là trừ bỏ cố gắng là giải thoát tại vì đừng để cho tâm mình nó bị quấn chặt bởi à, ngã mạng hoặc là tâm bị chi phối bị trói buộc bởi ngã bởi ngã mạng ta hương và chúng ta à, tháo gỡ được cái sự trói buộc đó thì đây chính là giải thoát cái chữ giải thoát nó là như vậy là giải thoát cái gì giải thoát khỏi tham giải thoát khỏi sân giải thoát khỏi si giải thoát khỏi ngã mạng giải thoát nó như vậy còn tâm chúng ta mà bị thúc giục bị nung nấu bị ngã mạn thì làm sao mà chúng ta có cái sự thanh tịnh được lời nói việc làm đều là Phàm phu không thể biểu hiện sự trang nghiêm của của thánh Phạm Hạnh của thánh những điểm như vậy đó, chúng ta đặt một đoạn thôi chúng ta chiêm nghiệm quá tuyệt vời phải không ạ Và nếu như hôm nay mà chúng ta lắng nghe điều này một cách nghiêm túc và chúng ta nghiêm túc bỏ xuống thì tức là thánh đạo của Như Lai đã được khơi dậy ở trong tâm của các vị và chúng ta sẽ vượt qua trăm ngàn kiếp luân hồi bởi cái tâm ngã mạn này nó chi phối dẫn chết và trói buộc chúng ta cho nên trong giáo pháp Như Lai tội như núi cả và chấn nhập diệu pháp vài ba hàng là vậy đó đây là giáo pháp vi diệu của như lai vài ba hàng thôi À, tội như núi cả có thể bị đào mòn xuống, sang bằng xuống. À, như vậy thì chúng ta lắng nghe trong cái tinh thần này là chúng ta đã lột bỏ được rất nhiều. Đây chính là chúng ta nếm pháp vị của Như Lai. Chúng ta không mà nếm pháp vị của Như Lai thì chúng ta sẽ thấy ở trong đó nó có vị ngọt. Đó là sự bình an. Đó là sự giải thoát. À, tứ đại vốn không ngủ ấm vô ngã. Không có gì là là ngã mạng trong này hết à, chúng ta chiêm nghiệm như vậy như vậy và chúng ta khéo tư duy khéo tác ý dẫn dắt cái tâm mình đi ra khối sự chi phối này đó chính là những gì mà chúng ta phải chiêm nghiệm à, cẩn thận à, có làm được hay không ạ à? à, làm không được thì sao thì phải ngồi im xuống niệm Phật để cầu Phật cái gia trì cho con làm được cái điều này lại Bồ Tát giúp cho con để con làm được điều này để con sửa được cái nghiệp xấu này à, làm không nói nữa mình hít thở để cho mình đưa cái định lực kiên cố Để mình quyết tâm làm điều này à, hoặc là làm 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 trong cái trạng thái là ý tưởng là suy nghĩ là tự riêng nhất ở trong lòng đó là làm trên ý nghiệp à, rồi là trên khẩu nghiệp và bắt đầu đi ra cuộc sống tương tác trong cuộc đời, tương tác trong cuộc đời, thì lúc đó bắt đầu là mới sinh ra gì, à, mới mới sinh gọi là mới vững chắc tới chỗ gọi là là bất động. À, nếu như không có sự tương tác thì chúng ta sẽ không thấy sức mạnh của mình thật sự ngăn đâu. À, tùy theo cái mức độ tương tác, tương tác nhỏ thì chúng ta thấy nhỏ, mà tương tác lớn chúng ta sẽ khác. Và cái ngã mạng nó tổn thương dễ sợ lắm Tổn thương dễ sợ lắm Tức là Chúng ta chấp Nó trở thành chấp chấp nhặt mà Đối với người lớn, người nhỏ Thì chúng ta cho rằng chúng ta có một cái thái độ là Cao hơn Chúng ta đi trước, chúng ta dối hơn Chúng ta biết hơn Rồi đối với người lớn Thì ai mà nói lệch Không vừa ý Thì mình xin cái tâm là chấp thủ là Ghim gúc chấp lỗi và đỡ trong lòng khinh thường miệt thị người lớn hơn và trong tâm chúng ta hàng ngày nó đi qua đi lại hai trạng thái này và chúng ta ở trong chùa có gõ tới nát cái mỏ tới ngồi im tới rụt xác thì cũng không bao giờ thành phật được tại vì sao bởi vì á uh, thành hay bại là từ trong tâm mà chúng ta ngồi cái dáng đó thôi chúng ta gõ mỏ chúng ta đạp hết kinh thì cũng cũng không có không thành phật được chúng ta hiếu chưa hả những điều cốt túy nó là như vậy đó làm sao tháo gỡ được nếm được cái pháp vị tháo gỡ được sự trói buộc thì đó là giải thoát mà giải thoát được rồi cũng không có gì nó ô ta giải thoát rồi ta biết ta giải thoát đây gọi là giải thoát tùy kiến đó thấy chưa hả giải thoát tùy kiến là ta biết ta giải thoát thì ta giải thoát là do ta thành tựu được cái kết quả đoạn trừ. Nhưng mà có khi đoạn trừ rồi ta không biết. Bây giờ ta biết ta đoạn trừ tới đâu. Chỗ nào chưa đoạn trừ. Thì đây gọi là giải thoát tri kiến. Nếu ở im một chỗ trong thiền phòng. Trong một cánh chùa. Mà mọi người đều trang nghiêm. Ứng xử một cách như pháp. Chúng ta ở trong sự bình yên điều đó có gì khó khăn trong một môi trường mà nó đầy đủ hết nó thuận lợi hết nó không có gì trở ngại xáo trộn hết thì mà chúng ta điên đảo trong môi trường đó thì thôi hết chỗ nói rồi <laughs> môi trường đó mà điên đảo thì thôi lỗi bó rồi nhưng mà nó trở ngại nó là nơi kia mà chúng ta ở trong đó chúng ta vượt lên chúng ta vượt lên bằng giáo pháp chứ không phải vượt lên bằng nhân ngã Giáo pháp là sao? Tức là trong tâm chúng ta có giáo pháp sôi sáng và chúng ta ứng phó trong từng cái tình huống khắc nghiệt đó. Nó cho chúng ta những trải nghiệm những trải nghiệm và và, và giáo pháp nó như thế nào? Bữa hôm qua thưa các vị có một người thưa với thầy là thưa thầy à, thưa thầy con nghĩ việc chơi gây quỷ sắp tới thưa thầy có những cái món ăn mà của Việt Nam có những món ăn mà của 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 đại hàng người ta mình mình mời người ta tới dự tiệc dây cô nghĩ rằng bữa ăn cũng phải ngon lành một chút chứ không khéo thì lần sau mình mời nó khó khăn. Thì thầy mới nói thầy biết ai nói cô cái câu này rồi và thầy biết rằng là tại sao cô nói câu này rồi cho nên thôi cô không cần nói nữa tại cái người khởi lên ý nghĩ này họ không dám trực tiếp thưa với thầy rồi rồi mượn cái miệng của cô thưa với thầy phải không à, và do thầy nói như vậy như vậy cho nên cô nghe như vậy à, thầy phân tích thêm rằng thầy nói rằng bởi vì ở trong hội chúng có một người phật tử lớn tuổi họ sống với một cái tâm nhiệt thành, họ đưa ra cái ý gì phải trân trọng cái ý của họ, trân trọng không có nghĩa rằng mình làm theo, đi vào trong chi tiết công việc thì lúc đó mình sẽ chọn lựa khác, đừng thấy như vậy mà làm như vậy, thì lúc nào, lúc này người phật tử này họ mới ngừng lại, nói già con hiếu rồi thì ra là thầy chú đáo trước sau, thưa các vị như ở trong phương diện đó, trong phương diện đó mình làm sao, như các vị làm sao, trong phương diện đó chúng ta thấy rằng á là tâm chúng ta có ứng phó, thích nghi từng tình huống hay không, cái đó là một điều khó nhớ lại ngày xưa bốn sư của thầy giảng kinh pháp hoa cho quý Phật tử lớn tuổi mới có mở màn ra tinh thần học kinh phải nói là rào rực mạnh mẽ chuẩn bị là tụng kinh ra mỗi phẩm bố sư thầy chuẩn bị là soạn bài đứng chuẩn bị nối rất là lịch sự kính thưa các cô kính thưa các cô giáo pháp như lai to lớn như bầu trời chúng ta với đôi mắt nhỏ hẹp giống như ếch ngồi đây giếng À, nếu không có khiếu học thì chúng ta sẽ không hiểu được bao nhiêu ở trong giáo pháp của Như Lai à, mới nói có một câu như thế thôi thì có các cụ á, là xầm xì với nhau năm bảy bà à, bấm nhỏ nhau đứng dậy đi về và sau đó một ngày cả thị trấn lan truyền đi một cái thông tin rằng á là ông thầy túi đang con tôi và ông miệt thấy tôi ông nói rằng là tôi giống như là con ớt của đế giếng <laughs> cái, cái tầm nhìn của tôi đối với phật pháp giống như con ớt <laughs> ông khinh thường cho nên không tìm học nữa người ông thầy ngã mạng không tìm học nữa à, chúng ta thấy dở sợ chưa hả? <laughs> đi chùa coi như là ba bốn chục năm đó à, từ đó lúc đó thầy còn nhỏ chứng kiến chứng kiến cảnh đó bắt đầu học hội ngày hôm sau là ôn ao và kéo dài cả một tháng sau là cỡ như cái cái hội pháp Khoa đã bỏ luôn không có dám dạy nữa cũng ai dám tới dạy nữa à, những con người khủng khiếp quá và sau này thưa các vị tới khi thầy về chùa thầy trú trì những vị đó có một số vị còn sống người còn sống là thầy giảng kinh à, thầy chỉ vô mặt thầy nói rằng là cái đầu của cô ấy suy nghĩ như con ếch thôi. <laughs> <Thì> đó, <laughs> Bây giờ cô muốn học à cô muốn đi về, <laughs> thì lúc đó, lúc đó là cô, cô không dám, không dám. Tại nói ngày xưa bốn sư dạy kinh pháp hoa, quá thật mình như con ếch mà không nhận ra ôm tâm ngã mạng, nên là cô sẽ tiếp tục tái sanh nhiều kiếp nữa, May ra mới bỏ được cái, cái nghiệp đó. <laughs> lúc đó là mọi người xung quanh là họ ngỡ ngàng hết, họ nói cái chuyện cách mấy chục năm trước tại sao thầy còn nhớ rõ, thầy mới nói rằng thầy nhớ không rõ làm sao thầy hướng dẫn được cái con người ở đây, tại thế này chúng chúng ta thấy rằng ra hành đạo nó vậy vì hành đạo thầy là có khi trường trường hợp nói mạnh, có những trường hợp nói nhẹ, có những trường hợp nói là vừa mạnh vừa nhẹ, làm sao người ta không có bó đạo đây là một điều khó không phải lúc nào lịch sự nhu mì lại được đâu như vậy thì để trừ bỏ cái tâm mà ngã mạng này nó rất là khó rất khó ừ. lớn lên thấy các thầy ngồi nói chuyện tôi đệ tử của hòa thượng hòa thượng gì đó hòa thượng gì ở chỗ này chỗ kia nói chung hòa thượng làm chức này chức nọ hòa thượng làm uh, phó ban trị sự trị sự tính này tính kia hoặc là vị cao tăng này cao tăng đỏ ừ, có mình thầy ngồi đó thì mình đâu có đệ tứ của hòa thượng cho nên thầy nói mấy thầy đệ tứ hòa thượng là trong bằng tôi tôi đệ tử của phật <laughs> tôi đệ tứ của phật nhưng mà chưa thấy gì cho nên chúng ta thấy không hả tức là duyên vào thậm chí duyên vào cái chuyện tộc họ gia đình tài sản sắc đẹp công xảo duyên vào đủ thứ chuyện hết và nó duyên vào thậm chí đi xuất gia rồi mà còn duyên vào cái ảnh hưởng của thầy tổ trong khi mình thì dốt nát không biết gì hết không thấy xấu hổ được cố gắng học tập như vậy thì làm sao được phải không à rồi có ai đánh thức cô tự minh minh nghiêm với cô cô Hiền Văn dạy được không nếu như mệt mỏi thì không có nên ngồi ngồi trang nghiêm học ngồi giống như là ngồi chứng minh đó nó mất cái nó mất cái 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 hạnh của mình đó sự tu tập là ngồi học pháp cũng vậy trong cái sự tôn kính thực sự mà nói thầy cũng không cần tôn kính thầy đâu mà thầy cần các vị tôn kính pháp tôn kính pháp tâm mình tôn kính pháp thì mình thành tựu trong pháp nhớ ngày xưa tiền thân của phật bỏ cả ngày vua để mà phục dịch cho thiên nhân ngoại đạo cả đời để học được cái hai câu kinh này sớm giờ mình học mấy chục câu rồi <laughs> mà, mà mình mình không có tin tấn đủ á, thì tâm mình đã không lãnh hội được đâu rồi chúng ta trở lại tiếp câu thứ hai ngã đánh mạng là gì như có hạ người nghĩ rằng chúng tộc hình sắc tác nghiệp công xảo, tiền tài địa vị, tuổi thọ, sức lực các thứ của ta. Hoặc chung hoặc riêng đều bằng người kia. Cho nhân duyên này mà phát khởi mà mà phát khởi mạng ngã mạng, sẽ mạng tâm bốc cao, tâm miệt thị, đó là loại loại hình của mạng rèn ta bằng đây gọi là ngã mạng Điểm này chúng ta cần phải khéo hiểu. Tức là tâm chúng ta khởi lên so sánh. Và sau khi so sánh chúng ta thấy là chúng ta bằng người kia. Thì bằng thì mình phải thừa nhận là mình bằng. Nhưng tại sao lại khởi ngã mạng ta bằng? Đây là một cái loại tâm lý tiềm phục. Nó không phải là cái tâm lý nổi trội, mà đây là tâm lý tiềm phục so sánh sau khi so sánh chính bản thân mình biết mình bằng mình xác nhận bằng thôi mình không có hơn và không hơn thì có gì đâu ngã mạng nhưng mà trong tâm nó vẫn khởi ngã mạng đây chính là một cái đặc thù do nghiệp điên đảo của người này sâu dày hơn hơn người ta khởi tâm ngã mạn cũng là điều đáng bỏ rồi chẳng tốt lành gì đâu đừng cho rằng tôi hơn tôi có quyền ngã mạng mà ngay cả bằng người ta biết bằng rõ ràng nhưng mà cũng khởi tâm ngã mạng cho nên cái trạng thái ngã mạng này gọi là ngã đánh mạng này do cái duyên bằng đó mà khởi lên cái mạng đó cái trạng thái này là một loại tiềm phục cái loại này khó bỏ hơn bởi vì nó tiềm phục mà nó chìm sâu ở dưới tâm nó khó bỏ hơn. Đức Phật dạy cho các tỳ kheo sống đời sống khắc thực là vậy đó.ôm mình bác đi xin ăn, bữa có bữa không, bữa ngon bữa không ngon, bữa đói bữa no, nóng lạnh giải dầu. Nhưng mà ở trong nếu như nuôi dưỡng thân xác trong chánh pháp, cho dầu ăn một bữa bữa no bữa đói nó bù qua bù lại. Và trong cái pháp khắc thực cũng có một điểm rất là tuyệt vời. Đó là không ai, không phải cơ thể của ai cũng có thể duy trì cái hạnh khắc thực suốt 12 tháng trong một năm. Do vậy cho nên Đức Phật mới chế định là có một tháng, một tháng là được được tích lũy, một tháng là được được thọ biệt chúng tự do. Tức là được bồi bổ ở trong một năm nhất là sau mùa an cư kiết hạ. Từ ngày 16 tháng ngày 16 tháng 7 cho đến cho đến ngày 15 tháng 10. Tới cái bữa ngọ sau đó thì tất cả phải trở lại bình thường. Đây là một cái phép phương tiện mà Phật khai diễn ra ở trong mới rộng ra ở trong giới luật Tỳ kheo còn nếu như có thọ biệt chúng thì thường là không có cho thọ nó quá ba người bởi lẽ đến nhà người ta thọ trai mà hơn ba người thì nó tốn kém bữa ăn của họ nó tốn kém thêm chén đũa nồi niêu có những trường hợp người ta ước mong muốn cúng giường nhưng mà do do phương tiện tổ chức nó không có đủ do vậy cho nên họ cũng không có thực hiện được tâm nguyện Thành ra Phật cho đi ba người. Nó có nhiều lý do mà các thầy nên học chiêm nghiệm kỹ lòng từ bi của Phật dạy chúng ta sống như thế nào. Sống về đây mai đó. À, nhưng mà bây giờ mình cứ so sánh bây giờ mình xem. Đời sống của mình rõ ràng là nó là đầy đủ hết tất cả. Trời nén thì có chùa che mát. trời lạnh thì có chân có giày chứ có áo có khăn đủ thứ hết còn ăn uống thì thôi khỏi nói muốn ăn bây giờ là có ăn thậm chí tu hành chến bản chẳng ra gì nhưng mà nhờ cái phước của phật cho nên người ta cũng cho ăn Nói xin lỗi là không có thầy tu nào mà chết đói cho dù chúng sanh khổ cực chết đói thì có mà thầy tu thì cứ niệm phật tụng kinh không ai chết đói cả cho nên chúng ta thấy đó không phải là phước phật thì còn là gì À, như vậy nhưng mà nhưng mà chúng ta có thực sự là chúng ta thấy được điều đó hay không hay là chúng ta so với mình với tỷ phú Bill Gates cho nên thấy mình quá nghèo hay là so với những cái phương tiện người ta người ta đi xe hơi mình đi xe xe đạp xe honda mà thấy mình quá nghèo mình so như vậy thì lúc đó bắt đầu mình thấy mình thua đấy thua bắt đầu là là nó tổn thương cho nên đức phật từ bi phương tiện dạy cho chúng đệ tử À, tỳ-kheo chữ thi kheo là khắc thực nghĩa của thi kheo là đời sống khắc thực và các thầy học pháp các cô học pháp phải thọ trì thọ trì bằng cách là mình là người xuất gia mình không có cái gì hết cả các cô ở Mỹ này thường thường có một chút trợ cấp của chính phủ theo luật của trợ cấp thì mình không có dùng thì mình không có được nhận không nên nhận nhưng mà đại đa số là luật thì như vậy thôi chứ ai cũng nhận tất cả không không nhận không xài bản thân thì cho người này cho người kia và trong khi cho đó lại nghĩ rằng đó là của mình và cứ nghiễm nhiên là mỗi tháng mình có cái của đó cái đây là một điều cái suy nghĩ đáng sợ bởi vì mình không có làm gì ra cả ví dụ như ở mỹ đây có nhiều người họ sinh ra họ lớn lên bắt đầu là họ làm việc họ đóng thuế anh thôi xuống cho ta khi lớn tuổi họ hướng cái việc cái cái đó cũng giống như họ hướng lại tài sản của họ đã tạo ra còn như có những nhiều người Việt Nam đến tại Mỹ là lớn tuổi rồi nhiều khi có lao động hoặc không có lao động vài năm thì là là có cái tiền trợ cấp của chính phủ mà không nghĩ rằng đó là của mồ hôi nước mắt của chúng sinh nó cơ cực nó làm cho nó nó đóng góp vô thành thuế và nó tạo ra cái tổ chức cân bằng chia sẻ phước báo đó là quý người cưỡng chế làm phước vậy đó đó là cái hình thức mà nó cưỡng chế làm phước cho nên người dân Mỹ họ có phước đó họ có phước rồi mà mặc có phước hay không họ có muốn hay không muốn nhưng mà họ vẫn phải làm thì họ có làm thì họ có quả thôi đó là cái quả bố thí của họ đấy thành ra mình thấy một cái tổ chức xã hội và mình như thế nào mà có có vị thì lấy lấy rồi À, không không chỗ nào chỗ nọ thôi nó đã không tốt rồi thì không tốt thôi nhưng mà đi cúng dường đi tạo phước thì cái chúng sanh mà nó cho tiền mình đó thì nó cũng còn có phước nhưng không mình lấy mình đi mình đi xa chuyện khác à, mình đi hướng thụ chuyện khác mình nghĩ rằng đó là cái tự nhiên thì cái tâm như vậy á đang hoang phí cái Phước báo của mình đang làm cho mình trở thành là, là đọa lạc chứ không phải rằng là, là khôn khéo gì cho nên tại sao có người tu tập tâm trí họ nó phát triển, có người không phát triển, tất cả là do cái cách dụng tâm dụng ý của chúng ta. Đã, chúng ta, thầy phân tích sâu vô như vậy đó, từng tình huống như vậy để chúng ta thấy nó nguy hiểm tới mức nào. Nếu chúng ta thấy pháp thì chúng ta sẽ có ứng xử khác. Từ việc việc tu tập, cho đến ứng xử trong cuộc sống, rồi đến phương diện thứ ba, đó là phương diện ngã liệt mạng. Ngã liệt mạng như là có hạng người nghĩ rằng chúng tộc hình sách tác nghiệp công xảo tiền tài địa vị tuổi thọ, sức lực các thứ vân vân cũng giống như trước. So sánh thì ta thấy là ta kém hơn người ta, thua sút hơn người ta. Do nhân duyên đây mà khởi lên là mạng ngã mạng, tâm bốc cao. À, Chúng ta thấy dở sợ chưa hả? Mạng, ngã mạng, tâm bốc cao. Ừ. đó là loại hình của mạng rừng ta kiếm. Đây gọi là gì hả? Là ngã liệt mạng. Cái trường phái nào mà nó thể hiện rõ cái này nhất hả? À, chắc là chúng ta coi phim Tàu nhớ Hồng, Hồng Thất Công phải không ạ? Đó là cái trường phái Cái Bang cái thần cái cái này á là họ kéo nhau là cái gì họ không nên thua họ ăn xin nhưng mà họ vẫn cái quy luật của họ là cái bàn cho nên phật dạy thì kheo là khất sĩ chứ không phải là khất cái <laughs> đối với chỗ này khất khá là người ăn xin ăn mày à, vì cái chén cơm bên áo mà lên lết trong cuộc đời nó tồn tại còn cái khất sĩ là khác à, thông dâm ngoài ba cõi còn cái tâm là tạo thân tạm bỡ ở trong đây ngày xưa thầy có viết pháp nhật mấy câu mà mà các vị đấy chẳng hạn như là à, cùng, à, giống như là thân thì tuy à, thân gửi thân à, thân gối tại ta bà mà tâm đã vừa lạc bang Tức là tâm mình thông dông ba cõi ở trong cái pháp giải thoát của mình à, trú trong sự an lạc tuyệt đối đó chứ không có dạy gì đỡ cho, cho cái tâm mình á nó trói buộc vô trong hồng trần này. Nếu như có ứng xử trong hồng trần thì cũng là phương tiện tạo thêm nhiều phước thiện. Nó như vậy đó. Và ở trong cái điều này nó vui lắm. Khi tâm mà ra ngoài anh, ở trong chánh định nghe chứ không phải là ảo tưởng, không phải rằng là mình thì mình thiếu chánh niệm, không phải là ảo tưởng đâu. Nhưng mà đó là một loại tâm bụi An trú tâm ở trong sự giải thoát mà từ đó nó sẽ tiếp cận được những cảnh giới siêu Việt ở mười phương thế giới và lỗ tai chúng ta có thể thường nghe được Diệu pháp thanh tịnh của vô lượng Chư Phật đây gọi là tuy à, thân đang tồn tại với một thế giới Phàm phu nhưng mà lúc đó đã có sự phân thân ở trong vô lượng thế giới đã học được cái sự giải thoát của mười phương chư Phật. Những yếu tố này ở trong kinh Bát Chu Tam Muội sắp tới pháp hội vô lượng thọ ở tại Bồ Đề Phật Quốc thầy sẽ giới thiệu dần dần những cái phương pháp này. Để cho chúng ta nếu như mà thấy thầy Huyền Châu thuyết pháp không hay ho gì, chúng ta hướng tâm nghe pháp của chư Phật mười phương thì chúng ta cũng có đường đi. Thực sự làm được nó thành tựu, đây là sự trải nghiệm của nội tâm thầy chứ không phải không phải rằng là cái đây là cái lý thuyết đâu, nhưng mà mà ngày xưa nhất là khi mới đến Mỹ á thì cảnh giới này là thường gặp, thường gặp. Mà gần đây thì công việc nó chiếm nhiều thời gian quá, nhưng mà khi tâm muốn lãnh hội cái giáo pháp thẩm thâm nào thì cái định lực này á nó cũng có thể là giúp thành tựu, thành ra có thể hiếu được những cái cảnh giới rất là tuyệt diệu mà có thể có thể xung quanh chúng ta chúng ta không có tìm ra được rõ ràng Phật pháp nó thâm thâm vi diệu vô cùng nó y như là một cái sự hoang tướng nếu chúng ta không hiểu xem nó như là hoang tướng hay là giống như chim bao nhưng mà nó không phải có những điều thâm thâm mà loài người này không có nhìn ra được có những điều như vậy đó quý vị thành ra chúng ta bỏ xuống bỏ xuống đi cái mạng à, mạng tháng mạng ngã mạng gọi là ngã liệt mạng thì chúng ta thành tựu được rất nhiều cảnh giới. Cái cảnh giới cuối cùng à, xin lỗi, cái 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 chữ ngã liệt mạng cuối cùng này á, cái này nó nó rất lạ là, là tầm thường. Tức là chúng ta thua hết trơn rồi. À. Nhưng mà chúng ta vẫn lên tiếng chỉ trích, chúng ta vẫn lên tiếng là là thật đó. Nói tới người nào mình cũng nhảy vô mình bình phẩm đánh giá. Chúng ta để ý xem <laughs> bây giờ bây giờ nếu như mà chúng ta cắt lên một cái giọng ca thì có lẽ rằng là phải nói nhà hàng xóm họ 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 cột họ cột bò họ họ canh chùa canh 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 chừng chó mèo chứ không khéo mình cắt giọng ca là bò nó còn tháo chuồng chạy <laughs> tức là nhưng mà ai mà ca sĩ hát á mình chớ cái này mình chớ cái kia mà mình chớ không phải là cái người đó đâu con đó thằng đó Rõ ràng là người ta lớn hơn mình Mà cũng nói là con cái thằng à, Những chữ như vậy ấy, Là những chữ là nó mang tính là miệt thị Mà mình Mình cái giọng cao mà nó, nó gió e Nhưng mà mình cũng chơi người này chơi người kia Thua mà So sánh là thua hết Nhưng mà không hiểu sao Tại sao vẫn khởi lên Lấy cái quyền gì Lấy cái gì trong đầu Duyên vào cái gì Cho nên có thể nói rằng là Duyên vào vi tế của gì vi tế của chấp thủ vi tế của ngã mạng vi tế thôi vi tế nó nó mới ra được cái suy nghĩ như vậy cho nên là ba lớp lớp đầu tiên là là cao hơn là nó rõ lớp thứ hai là tiềm phục và lớp thứ ba là vi tế đào đào bới bỏ tận gốc những cái loại này mà bỏ tận gốc loại này thì tự nhiên là tham sân si mất theo hết chứ không phải còn không cần diệt tham sân si chỗ này đâu nhưng mà chính đây chính là một trong những đặc tính mà nó nuôi dưỡng tham sân si nó duy trì tham sân si chúng ta cứ vừa tâm mình có khi thoát ra vừa khối lại bị dính mắc vào rồi được chưa hả một đoạn giáo pháp như vậy chúng ta có chiêm nghiệm được gì nhiều không à, có tháo gỡ được không bữa sau bữa sau là mình có mình học cái hạnh khiêm hạ hạnh khiêm hạ khiến hạ là ngược lại với ngã mạng này khiêm hạ từ tốn là những điều khó khăn cuộc sống thì áp lực với nhiều việc cần phải làm mà chậm chạp quá nhiều khi chúng ta mất đi sự từ tốn cũng phải cẩn thận nhiều mặt lắm quý vị cuộc sống tương tác qua lại á nó sẽ nó, nó sẽ làm chúng ta nhiều khi chớn mãn quên mất đi là chúng ta cần phải duy trì chánh pháp ở trong mỗi ứng xử À, bây giờ để ý xem nữa chẳng hạn như là chỗ đi chỗ đứng chỗ ngồi chỗ nằm mình nhìn thấy một người khiêm hạ là sao hả à? là họ để ý có những vị giáo sư mà thầy tiếp xúc với họ đấy là họ vô họ vô là họ đứng im mà họ vô trong cái phòng khách họ đứng im thôi họ thấy đợi xấu cái ghế đó mà họ đứng im Cái khi họ đứng thầy biết họ đứng cả 10 phút họ cũng không dám không nhắm ngồi thầy vô hối thầy sẽ mời họ họ tại sao họ không ngồi họ nói họ chưa 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 có có chỉ định chưa có mời ngồi chỗ nào cho nó phù hợp cái sự khiếm hạ nó như vậy à, còn có có khi có các uh, Sunni chạy vô ngồi ngồi vô cái ghế của thầy là cái ghế chủ đó ngồi vô đó à, và thầy đi vô tiếp khách thầy vô thấy nhìn cái ghế của cái ghế của mình người ta ngồi vô đó mình không không biết ngồi chỗ nào <laughs> nên đó là thầy không biết ngồi chỗ nào thành ra thầy cứ đứng 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 thầy nói mấy câu cho nó lịch sự rồi thầy đi tiếp và người ta cũng ngạc nhiên tại sao là 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 thầy không nói gì cả là bỏ đi nhưng mà thực ra là đẩy người ta vô tình thế là người ta không có cho ngồi và cái công việc của mình muốn đến thưa thỉnh lúc đó là tự nguyên nhiên mình mất giá trị của mình ngày xưa ở tại việt nam cũng vậy cái ghế của người thầy chủ trì là ở chỗ nào những điều đó chúng ta học chứ có một cái nguyên tắc chung đến nhà ai cũng vậy có cái ghế đó là cái ghế của người chủ nhà và ghế người chủ nhà theo cái nguyên tắc là họ ngồi chỗ đó họ có thể nhìn ra ngồi cửa chính để chi để có cái người khách nào đi vô họ sẽ thấy đầu tiên tại vì họ là người chú mà họ là người tiếp khách thì họ phải cho họ là cái cái không gian để họ thấy và cái thứ hai là họ có thể đứng lên để họ lấy một cái gì đó ở trong nhà của họ tiện lợi nhất để cho họ phục vụ trong cái bữa tiếp khách này những cái chuyện căn bản như vậy đó mà từ phật tử người tu hình như không có học Những kiến bản như vậy mà chúng ta không có học được Thì làm sao mà chúng ta mong có sự giải thoát Cho nên rõ ràng Giáo nghĩa Rồi thờ Phật Rồi mặc áo cải sa của chúng ta là Đôi khi nó giống như là là Một cái hình thức thôi Nội tâm chúng ta nó không có gì hết trơn Người xưa người ta nói Trà Trà chú Tứu nô Lễ giáo ngày xưa Các người có nghe câu đó khi uống trà thì đỡ cho cái người chủ họ pha trà rồi thứ hai uống rượu uống rượu thì nếu như mình là nhỏ hơn thì mình phải người ta rót cái ly đầu tiên mời nhưng ly thứ hai mình phải cung kính để mình rót chứ không đỡ cho họ rót mời nữa đó là những cái phép tắc mà họ nhỏ thầy phải học chút xíu ở trong gia đình sau này đi vào trong một cái ngôi chùa có một vị thầy à, tới chùa người khác nhiều hòa thượng mời uống nước, trà thế là cái vị này dành nghĩ rằng mình nhỏ để mình rót mình thị giá và cái vị ngày, hòa thượng có nói rằng là trà chủ tiểu nô nhưng mà cái gì cái cũng không thể nghe luôn đỡ con đỡ con cái, cái rót đó nó bỡ mấy cái ly <laughs> tại vì tại, tại sao bởi vì mình không có quen cái thao tác đồ đạc cái cách làm của người ta như thế nào hay là bao nhiêu trà lượng nước mọi thứ là người ta quen hết rồi người ta biết cách người ta làm cho nên nước trà là đỡ người ta hay là người ta nói rằng là gì là trà trà lưng tứ mãn à, khi uống rượu chung với nhau mà uống một người ly nhiều người ly ít thì thì an giang như vậy thì cái người kia họ say trước làm sao nên. cho nên uống nước trà ở nước rượu là bằng nhau cái ly đầy bằng nhau là cái lượng còn còn trà gì trà lưng tức là nước trà nó nóng nó mới ngon trà nguội nó không ngon mà trà nóng mà mình rót cái ly trà nó đầy vô thì cái môi mình đỡ lên chỗ nào ở trên cái ly đó nó nóng quá đỡ vô là giọt môi ngay còn không nhập môi thì cũng phì 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 vậy chứ không khách nào mà nuốt nổi <laughs> đó cho nên là nó phải lưng nó còn hai phần thôi hai phần thôi còn đỡ đỡ một cái phần nó nó lạnh ở trên cái miệng ly để cho người ta còn còn nếm được cái cái, cái độ nóng của nó như thế nào mà ta uống nhiều hay ít tất cả nó 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 được cái phép tích kinh bản trong ứng xử trong đi đứng trong 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 cái thao tác đơn giản cuộc sống như vậy đó thì ở trong chùa nó cũng vậy thành tựu oai nghi lộ không lý nào những điều này mà không thành tựu thành tựu oai nghi lộ cho nên tĩnh tâm ngồi thiền xuống là những điều này cũng phải thành tựu ôm dọn ăn cho thầy và trong cái thầy dắt thầy dạng nghe là cho thầy cái đôi lúc nào cũng cho cái chén cái đôi đũa mà hiếu còn làm sao là dọn là cứ là đũa thôi không không có chén không lý như là nhiều thì anh một token anh không nối thì anh thừa bỏ đồ thừa rồi anh này nhưng mà nhắc nhở tới 10 lần như không thôi lần thứ 11 rồi sao ghét ghém lên ghét ghém lên thực ra nó là một cái cái sự bất lực trong giáo dục nhưng mà những con ngựa này không thể nào vút về không thể nào mà nối được mà phải lấy dùng rối vọt vọt nó 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 thầy khó chịu thầy tu nối xong <laughs> Đêm chuyện tu hành ra Đêm chuyện tu hành ra đó. đó cho nên là chúng ta thấy cho nên là là điên đảo sâu dày mà cho nên ở trong này so sánh cái bài này chiêm nghiệm ra nhiều mặt lắm quý vị. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp một bài nữa ha, một một đoạn nữa. Một đoạn nữa hôm nay chúng ta cần nghe đó là ba lửa ba lứa phần phần đầu phần a đó là lứa tham lứa sân và lứa si à, thế tôn dùng cái hình ảnh lứa nó có tính chất là thiêu đốt à, nó, nó thiêu rụi làm cháy tất cả và do tham sân si nó cháy lan tràn cả thế gian này và cái thế gian này được ví như là nhà lửa tam giới những hình ảnh này là những hình ảnh mà nó 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 thi vị lên thành tư tưởng ở trong kinh pháp hoa cho nên chúng ta đọc những cái giáo nghĩa nguyên gốc này này để chúng ta sau này thấy những cái ngôn từ khác á, nó miêu tả là toàn bộ là dựa trên điều này tôn giả xác lợi phật tôn giả một kiền liên các vị tôn giả thân cận gần gũi phật những từ như thế này là đều do phật dạy hết phật khéo dùng phương tiện ở trong thế gian những cái hình ảnh thiêu rụi sức nóng của lửa tàn hại của lửa mà 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 miêu tả giáo pháp để cho chúng ta học khối lứa tham là gì tham trong các cảnh dục tham trong các cảnh dục đó là năm giác quan chúng ta khi tiếp xúc với cái cảnh sắc vừa ý của nó mà tâm nó khởi cái sự say đắm sự chấp thủ sự dính mắc sự khác và ông tiêm cầu ở trong đó gọi là tham trong các cánh dục. Thứ hai, đó là đánh tham. Đánh tham. Đánh tham tức là 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 những cái lỗi tham tương tự như vậy rồi chấp tàn, chấp tàn. Rồi phòng hộ, dính chặt, thích thú, mê muộn, đam mê, say đắm, nội tâm bị trói buộc, mong cầu, đắm đuối, tập khởi của khổ từ đó mà nó nó chiêu cảm nó tạo ra cái năng lực của khổ tập khởi cái quả khổ sinh ra trên trong tham đó, nó nó kéo những cái quả khổ lại đồng loại tham xanh của tham tức là những yếu tố nào và cứ trí về lời nói và việc làm nó là gọi là xanh của tham đó gọi chung là tham do bị che lấp bởi tham ái này nên phát sinh các loại thân nóng bức, à, tham á, tham ở trong trong thân mình nó nóng lên, rồi chẳng hạn như tham tham một cây đó, tay chân mình nó không có bình tĩnh được, tay chân không bình tĩnh được ở trạng thái này là cái trạng thái do cái cái khí lạnh và nóng nó không có quân bình nó chạy một cách lộn xộn, cái lứa tham nó đột nhiên bị bốc lên do tâm kích động, thành ra cái cái nguồn nhiệt năng đó nó, nó chạy một cách đảo lộn, nó không cân bằng, cho nên các cái cơ gân nó tự co rút. À, trạng thái này đó là trạng thái mà loại thân nóng bức, tâm nóng bức, thân tâm nóng bức, thân thiêu cháy, tâm thiêu cháy thân tâm đều thiêu cháy thân ưu não tâm ưu não thân tâm đều ưu não lại có tham ái trói buộc làm duyên nên nhiều đời lãnh thọ quả dị thục không khả ái không khả lạc không khả hân không khả ý đây gọi là lứa tham à, bây giờ chúng ta chiêm nghiệm xem là chúng ta như thế nào cái tham nó chi phối như thế nào ở trong tâm chúng ta chúng ta thấy những từ này miêu tả nó không khiếp như vậy đó mới có khởi lên trong tâm thôi là nó đã tàn phá tới mức như vậy rồi nhưng có người quá si mê cho nên đỡ cho tham nó lôi kéo tham cái của mình làm ra đã không nên đừng nói chi là tham của người khác và nói tới chuyện tu hành nữa đã là là người xuất gia đã là người phật tứ vi phật mà cũng không có phong hộ cái này cái tâm tham này Mà còn tham vô ở trong cái của tam bảo tham của đàn việt tham của chiêu đề chiêu đề tức là của đàn việt đó tích lũy cho nhiều lên đem bỏ vô nhà ban kia đi đâu ấy, cứ, 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 những cái con số thiệt nhiều trong nhà ban đó cho nên rồi, rồi sợ trộm sợ cấp sợ đâu thứ làm sao mà nó không chiêu cảm Những cái quá đòi đầy nhiều kiếp được của mình làm ra mà tham đã xấu rồi đừng nói chi là là là, là của người ta và đứng trên danh nghĩa của Phật của Pháp cho nên à, cho nên các vị hiếu từ cái lý tưởng này mà các thời sau này phải học hỏi đừng có tích lũy cái gì và có tài sản cái gì là cố gắng đi làm phước Làm sao đó làm Làm có nợ một chút cũng được à, Thầy đang làm bao nhiêu việc đây Nợ tùm lum hết Không sao hết à, Thầy sẽ kênh dặn rõ ràng Là nếu như mà thầy mà 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 trước khi chết thầy dặn bán cái món này món kia bán gấp mấy món đó là tự nhiên là nó trả hết là xong <laughs> không có gì hết nó cân bằng lại ngay thôi à, nhưng mà mà nợ thì cứ nợ cỡ nó để mình giữ gìn phật pháp mình làm cho phật pháp hương thịnh lên ví dụ như ký túc xá mình mua vô mình bây giờ mình bán ra mình có lời mấy triệu đó mình mua ba triệu hai bây giờ mình bán là năm triệu hai người ta mua liền đó nhưng mà bây giờ mình bán rồi mình làm gì nữa mình lấy mấy triệu rồi mình trả nợ rồi xong mình khỏe rồi cái tương lai chỗ ở rồi bao nhiêu phương tiện khác thì sao cho nên mình phải chịu khổ duy trì cân bằng tìm cách vượt ra để cho để cho cái công trình Phật pháp phước báo nó lớn hơn và nếu như nó qua được thì tự nhiên là có bao nhiêu việc lợi lạc cho đại chúng nữa mà mình thì không có cái gì cái nên cái đây là xả thấy bố thí và chưa nói nối đến cái cái sức mạnh của nó thì nó đoạn trừ cái công trình Phật sự lo lắng như vậy nó đoạn trừ tham chúng ta tham là nó sẽ hướng tới là nghỉ ngơi tất cả những điều như vậy rất là nguy hại có lẽ rằng nội dung này nó dài quá thầy không có phân tích kịp đi nhanh quá các vị sẽ không có đủ cái thời gian để cảm thọ thôi hôm nay chúng ta dừng lại ngang đây ha A Di Đà Phật mời đại chúng hồi hướng chúng sinh vô biên thể nguyện độ kiến nào vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể, thể nguyện thành mà phật đạo vô thượng thể nguyện thành kính thưa đại chúng hôm nay thầy thầy xin thông báo các vị một cái tin vui đó là có có người đã ghi danh vô ở trong cái chương trình đó là mình cho ra tại tại vì thầy đang vẽ cái bản vẽ xây dựng 20 cái ngôi nhà à 20 cái căn nhà à, sang trọng tiện nghi một căn nhà à, 4 phòng và 5 restroom. À, mỗi phòng có restroom riêng và có một cái restroom cho khách ở ngoài. làm với cái tiện nghi tổ chức nó hơi nhỏ nhỏ nhưng mà ở trong một gia đình cho người ta thuê vừa ở và cho người ta thuê vẫn có lối đi riêng vẫn thoải mái và ở dùng thưa các vị ở dùng dùng thành phố Westminster này á một cái phòng mà cho người ta mà có trong đó có cái bếp á theo tài biết hình như giá của nó độ chừng khoảng một ngàn rưỡi tới một bảy đô la một tháng mà mình mình có khoảng một cái ngôi nhà mà 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 bốn phòng như vậy á thì thì có người ta ở một phòng rồi người ta cho thuê thì người ta vẫn có được khoảng 5.000 một tháng đó. Tức là vẫn sống sinh hoạt mà cho thuê không người ta có được 5.000 một tháng. Đó. Có người có người ghi danh được 3 căn rồi. À, đang đang thu ship mọi thứ giấy tờ Để tiền bạc nó sẽ vờ à, thầy cũng thông báo trong đại chúng đạo tràng có ai muốn căn nào thì phải cho thầy biết và chúng bị dần dần à, cô quan tâm giúp giúp mặt phải không? cô <laughs> quan tâm ta, tao bán tao bán nhà của nó đi <laughs> rồi đêm rồi nói chúng có ăn thiền ở đêm qua đây <laughs> rồi rồi vợ chồng sống và làm việc cái thầy <laughs> à, như là phật nó đùa cho vui nhưng mà cũng là thông báo cho chúng ta biết rằng á cái duyên rất là thù thắng ở tại ký túc xá à, có mấy người ở bên um, um, uh, Bắc kali Center mới có phát sóng đài truyền hình trên đó với bên uh, Texas mà cũng người ta cũng nghe. các người cũng gọi điện tới xin xin cái tên để mà được cúng dường vào trong chương trình xây dựng ký túc xá chúng ta thấy rồi. là rõ ràng ở chỗ đó là cái duyên rất lớn mà cái bước đầu tiên thầy có có thưa với đại chúng rằng là, là thầy đã làm một cái survey nó kêu là cái cái khảo sát địa chất á mà không phải là cái khảo sát ở dưới đất mà chỉ là cái khảo sát trên trên mặt bằng thôi thì thầy đã đã cho vẽ xong rồi vẽ xong rồi mà chúng ta biết vẽ một cái miếng đất đó mà chi tiết vô so sánh mọi thứ vô Vậy mà nó lấy mình cũng hơn 10.000 đô la đấy nó từng món từng món nhỏ nhỏ như vậy đó nó lấy tiền giới sợ lắm mình sắp tới phải cho người tới khoan xuống là 51 feet à, 51 feet rưỡi để mà lấy lên toàn bộ cái đất ở dưới đó ở từng lớp từng lớp như thế nào để xác định rằng là cái chỗ đất đó nó có nước như thế nào cái móng nó yếu hay là cần phải làm cái móng như thế nào để sau này cái nhà đặt lên trên đó nó không bị sụp ngã đấy ừ. thành ra những điều như vậy là phải làm trước rồi mới vẽ lên toàn bộ những cái 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 cái, cái họa đồ này kia đầu tư vô đó khoảng 15 triệu Và nguyên tắc của nó là bán vẽ mọi thứ nó phải chi phí một triệu nhưng mà ở trong tay của thầy thì thầy nghĩ thầy chi khoảng 500 ngàn thôi là có bán vẽ rồi. Cho nên thầy có một cái cái cách làm việc riêng của mình để cho nó giảm đi cái sự chi phí. À, có những cái văn phòng kiến trúc á, là tội mấy anh em nó cũng kính trọng thầy. Rồi à, có nhiều người có mấy anh em tội nó nói, cuối tuần tôi con thích làm việc với thầy mặc dù làm phi mà vẫn thích <laughs> cũng tội thật. Và làm việc có mà văn phòng nó làm một giờ đồng hồ là nó lấy nó lấy 500 đồng mà thầy 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 làm việc 2 giờ đồng hồ là đúng ra nó người ta là là 1 ngàn đó. Nhưng mà thầy là tới làm việc là 2 tiếng đồng hồ là nó không nó không nói đồng nào. Tại vì tất cả cái kiến trúc mà khi mà thầy hướng dẫn thầy nói ở cái đây này là địa lý này, là phong thủy này, là cái những bước chân đi này, là cái cảm thọ người ở này, rồi cái sự đọc sách này, rồi cái không gian ở ngoài gió vô này, ánh nắng mặt trời này, À, nhiều cái 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 phương diện để như vậy hay là đẹp. nấu ăn này, tất cả rất nhiều thứ như vậy đó là họ rất là thích, à, họ rất thích tại vì mình cái kiến thức tổng hợp. Kiến thức tổng hợp còn họ chỉ biết vẽ lên cái hình khối thôi hay là cái chi tiết về lừa và cái cốt thôi hay là những trường hợp làm việc trực tiếp ví dụ như nó nói à, mình muốn làm như thế này nhưng mà chỗ đó nó, nó không được, chỗ đó là nó cần như vậy, à, cái cái khoảng cách như vậy là không cho phép ở trong luật thì mình phải có mặt tại chỗ để mình điều chỉnh nó sẽ nhanh hơn. À, còn hãy mà đỡ mà cách ra là mình một nơi nó một nếu khi nó làm xong rồi bắt đầu mình điều chỉnh là một luật khó khăn nên thành ra có nhiều việc như vậy quý vị ở trong Phật pháp tại dạng các thầy xuất gia để ý, tạo phước mỗi ngày nỗ lực tạo phước mỗi ngày chứ không được ngừng nghỉ để cái thân tứ đại này vô thường nó hủy nhanh lắm mà mình không có Vuông trồng cái phước kịp thời mà nó 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 hết cái mạng số rồi á là mình không còn phương tiện nữa biết kiếp sau mình sẽ như thế nào cho nên cứ nắm cái gì trong hiện tại thôi đó là những lời thầy nhắc nhở đại chúng à, cuối cùng xin tán thắng, thắng sư bà chùa linh sơn à, sư bà lúc nào cũng trang nghiêm lúc nào cũng tinh tấn và chúng ta thấy bảy mấy tuổi mà kính cẩn giáo pháp ngồi nghe thẳng làm tấm gương cho đại chúng à, xuất gia lâu năm trú trì một ngôi chùa một tinh thần quy ngưỡng chánh pháp như vậy thì làm sao mà không thành tựu trong chánh pháp cái đó là cái chuyện quan trọng nhất đó Ai như Đạo phật kính chúc đại chúng có một giấc ngủ an lành chúng ta hôm nay dừng ở đây